好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天。时光过客，还来不及去迎合，胸口的微热总是恨不得把你守护着。 You are my pretty sunshine， 美丽的世界好好坏坏只是无谓空白。答应我那天走失了人海，一定站在最显眼路牌等着我，一定回来。 You are the pretty sunshine of my life， 等着我不要再离开。Nè, vô đây. Chỗ này là tiệm đồ thủ công của chúng tôi đó. Tất cả đều làm bằng tay. Anh chọn một cái đi, để dành tặng cho bạn gái. Hả? Anh coi cái này nè. Ồ, xin lỗi nha, chắc anh không có bạn gái đâu ha. Nè, sao cô biết tôi không có bạn gái chứ? Ờ thì anh, nếu tôi có rồi thì chọn cho tôi đi, tôi sẽ tặng cho bạn gái mình. Anh mà cũng có bạn gái nữa hả? Không biết cô gái nào xấu số quá vậy ta. Bộ chuyện này lạ lắm hả? Nhưng mà nhiều khi cô cũng biết bạn gái của tôi đó. Cô ấy từng quen mặt Sên lúc học đại học. Vậy sao? Ừ. Thời đại học tôi biết hết những người bạn của mặt Sên đó. Là ai vậy? Cô ấy tên là Hà Dĩ Mai. Ai? Hà Dĩ Mai. Cái cô mắc bệnh tiểu thư đó hả? Sao anh lại có thể thích người như vậy chứ? Không thích chút nào. Cô không thích thì thôi, có cần thiết phải độc miệng gì không? Nè, tôi nghe nói cô ta đã yêu thầm ai đó mấy năm. Anh biết ai không? Hả? Anh không biết sao? Là ai vậy? Chuyện này mà cũng không biết. Không nói cho anh đâu. Sao vậy? Cô nói tôi biết đi. Chọn nhanh lên, chọn đại một cái đi. Anh coi Hà Dĩ Mai thích cái nào. Cái này hay cái này. À, nhìn thấy rồi. Chính là nó. Tôi nói cho anh biết, mấy cô tiểu thư thích nó lắm. Nhìn đi, hoa bảy màu đó. Mắt thẩm mỹ của cô đúng là kém thiệt. Cái này làm sao xứng với Hà Dĩ Mai. Tôi biết mắt của anh tốt rồi, thích Hà Dĩ Mai luôn mà. Tưởng không về nhà là trốn được hả? Sao? Cô ra không? Nhanh lên! Văn Mẫn! Tôi đã nói rồi, tiền là Triệu Văn Bân nợ, tôi không biết gì hết. Đây là chỗ làm việc của tôi, xin các anh đừng gây sự. Mày chối bỏ mối quan hệ đó, trốn chạy thân phận là người đàn bà của nó, mày chưa ngủ với nó hả? Chính chồng mày kêu tụi tao tới đây tìm mày. Nó còn nói mày rất nhiều tiền, nên bây giờ ngoan ngoãn đưa tiền cho tụi tao. Nếu mày làm tao bực lên đừng có trách đó, biết chưa hả? Hắn ta kêu mấy người qua đây, thật là quá đáng. Tôi và hắn đã ly hôn rồi. Ly hôn hả? Đi trốn nợ chứ gì. Chuyện này tôi gặp quay. Tôi báo cảnh sát rồi đó. Báo cảnh sát hả? Mày báo đi. Làm cái gì vậy? Tôi là tổng biên tập Trương. Ở đây là tòa soạn chứ không phải chỗ cho các người làm loạn đâu nha. Tiểu Hồng, dạ. Là bảo vệ đến đây.
đứng lại. Đi đâu hả? Gọi bảo vệ của chú chúng tôi. Nè, bỏ ra. Anh làm gì vậy? Tiểu Hồng, cô có sao không? Tiểu Hồng. Cứ ăn tự nhiên nha. Tôi sẽ trả chỗ này mà. Hướng Hằng à, cậu nói sau này á, đại luật sư Hà không chịu đi công tác hả? Tôi sợ nhất là phải ứng phó với mấy vụ ở ngoài Thượng Hải. Tốt nhất là cứ để tôi ở Thượng Hải đi, để làm cứu trợ pháp luật cho người khốn khổ, vừa được tích đức vừa bớt phiền não, không cần đi công tác. Cho nên tôi đoán á, sau này nhiệm vụ đi công tác sẽ giao cho cậu. Tại sao chứ? Sao cái gì mà sao? Lúc đó chỉ còn mình cậu, cả một văn phòng luật sư chúng ta, sao chỉ có mình tôi chứ? Cậu là người đồng thành lập văn phòng nên phải làm gương, hiểu chưa? Nhưng mà anh thử nghĩ đi, tôi còn đang độc thân, ngày nào cũng đi công tác thì làm gì còn thời gian mà quen bạn gái chứ. Chuyện này, à, tôi thấy chúng ta phải nhờ đến Hà Dĩ Thâm rồi. Dù sao thì bạn gái trước đây cũng sắp trở thành một nửa hiện tại, không sợ người ta chạy mất đâu. Vì vậy cậu ấy nên đi công tác cho chúng ta thêm thời gian để đi coi mắt, có đúng không? Đừng có cắm đầu ăn nữa. Đúng rồi đó. Nhìn gì mà nhìn. Tôi đồng ý với cậu. Thấy chưa? Lại điện thoại của người yêu nữa kìa. Đừng có nói linh tinh. Là Dĩ Mai. Ai vậy? Ăn cơm đi. Alo anh nghe. Dĩ Thâm, anh đang bận hả? À không. Có chuyện gì sao? Em không sao. Nhưng người chị làm chung, anh có nhớ không? Lần trước hai người có gặp nhau rồi đó. Tên là Văn Mẫn. Chị ấy làm thủ tục ly hôn rồi, nhưng chồng chị ấy không đồng ý. Đã vậy còn bắt chị ấy phải trả khoản nợ của hắn nữa. Nhưng chị ấy không chịu. Hắn kêu người tới tòa soạn để gây sự. Không chỉ đập phá chỗ làm, mà bọn chúng còn làm những người đồng nghiệp của chị ấy bị thương nữa chứ. Dĩ Thâm à, anh có quen ai bên tòa án không? Hay là có cách nào có thể giúp Văn Mẫn giải quyết vụ này không? Bây giờ chị ấy không biết phải làm gì hết. Hồi nãy chị ấy có gọi điện cho em, giọng như là đang sắp khóc vậy. Làm bị thương hả? Dạ. Em nghe nói là có người bị thương chảy máu nặng lắm, hiện giờ đang ở bệnh viện. Chị Văn Mẫn cũng đang ở đó nữa. Anh biết không, quan hệ giữa em và chị Văn Mẫn rất tốt. Công việc ở đài truyền hình là do chị ấy giúp đỡ em. Anh tìm cách giúp đỡ chị ấy nha. Nhưng mà nói chuyện này phiền quá thì thôi không sao đâu. Chuyện này có gì đâu mà phiền phức. Em đừng lo, cứ để anh giải quyết cho. Tốt quá rồi. Vậy em cúp máy trước nha. Chương trình đã quay được một nửa rồi. Lát nữa em quay xong sẽ đến bệnh viện thăm chị ấy. Mà khi nào anh rảnh vậy? Bây giờ anh đang rảnh. Họ đang ở bệnh viện nào? Đang ở bệnh viện Châu Phố. Bây giờ anh đi luôn sao? Em cứ làm việc đi. Trước đi. Sao vậy? Không có gì đâu. Hả? Không bình tĩnh. Cái gì vậy? Cậu ấy vội vàng như vậy, liệu có liên quan gì tới cái cô không bình tĩnh không ta? 50% là liên quan. Nhẹ một chút. Được rồi. Lỡ mà để lại sẹo thì anh xui rồi đó. Yên tâm đi, không để lại sẹo đâu. Sao tự nhiên lại trùng hợp vậy? Tôi hiếm khi mới đen đuổi một lần, vậy mà lại gặp trúng anh. Vấn đề là hôm nay tôi trực thay, chứ cấp cứu không đến lượt của tôi. Nhưng mà chưa đâu, có chuyện trùng hợp hơn nữa kìa. Hôm nay có hai bác sĩ trực lần đó. Ai vậy? Đó chính là anh Trịnh. Sao anh? Qua đây, qua đây. Tôi vừa mới nhắc tới anh nè. Thì đó là cô Cú. Bác sĩ Trịnh. Anh xem ai đây nè. Chào cô Triệu. Trùng hợp quá. Mặt sen, đây có phải là duyên trời định không? Sao hai người lại ở đây? Đừng nhắc nữa. Có người đến tòa soạn gây sự. Coi đầu tôi nè. Cô Triệu, cô không sao chứ?
cô không bị thương chứ? Không sao, không sao đâu. Sao tòa soạn các cô thiếu an toàn như vậy? Hay là thử đổi công việc khác xem sao? Mà nè, cô ấy không có bị thương, tôi mới là người bị thương nè. Cô khỏe mà, chắc không sao đâu. Đừng có chọc tôi. Gì chứ? Xin lỗi, cho tôi hỏi cô Giang hiện đang ở đâu? Anh tìm chị ấy hả? Tại sao anh lại tới đây? Tôi là luật sư của cô ấy. Chắc là chị ấy đang ở tầng trên. Cảm ơn. Cuối cùng vẫn phải phiền tới cậu luật sư Hà. Không sao, chị cứ nói rõ tình hình cụ thể cho tôi nghe, chi tiết hết mức có thể. Tình hình là chồng tôi ngoại tình. Anh ta đánh bạc nên vay nặng lãi. Vì vậy tôi muốn ly hôn với anh ta. Nhưng anh ta nói sau khi tôi trả số nợ đó thì mới ly hôn. Tôi không đồng ý. Anh ta tìm bọn lưu manh tới phá tôi. Trước là ở nhà, sau là tới nơi làm việc. Hôm nay cậu cũng thấy rồi đó. Đây không phải là lần đầu tiên. Lần trước đập phá phòng làm việc, lần này khiến đồng nghiệp tôi bị thương. Dù nói gì, tôi cũng không trả khoản nợ đó cho anh ta. Trước khi chúng tôi kết hôn, vì ba mẹ của anh ta không đồng ý nên đã ký thỏa thuận trước hôn nhân. Từ lúc kết hôn tới giờ, tôi chưa được hưởng một đồng tiền nào. Còn muốn tôi trả nợ sao? Về điểm này thì có lẽ chị nhận thức sai rồi. Thỏa thuận trước hôn nhân không có hiệu lực với khoản nợ bên ngoài. Là ý gì? Thỏa thuận trước hôn nhân chỉ có hiệu lực giữa hai bên vợ chồng, nhưng đối với người thứ ba thì vô hiệu. Về khoản nợ này đương nhiên là cũng không phải bàn rồi. Đúng, tôi có xem thỏa thuận trước hôn nhân, trong đó có một điều khoản là nếu một trong hai bên có khoản nợ cờ bạc thì không tính là nợ chung. Đúng vậy, nhưng mà trong thực tế chị muốn chứng minh món nợ này là nợ cờ bạc thật sự rất khó. Trước đây có những vụ án với nhiều món nợ cờ bạc đều lấy dưới hình thức nợ công trình hoặc nợ tiền hàng để làm giấy tờ dây nợ. Vậy tôi làm cách nào để chứng minh món nợ này là nợ cờ bạc? Chị không cần phải lo. Như vậy đi, trợ lý của tôi có số điện thoại của chị, cậu ấy sẽ liên lạc với chị. Chúng ta cần thêm nhiều chứng cứ nữa. Rất cảm ơn cậu luật sư Hà. Được khách sáo. Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Hẹn gặp lại chị sau nha. Được, tôi đi trước đây. Được. Cô Triệu à? Bác sĩ Trịnh. Có phải đơn thuốc này giết hơi ẩu không? Hay là tôi đi cùng cô đến phòng dược lấy thuốc nha? Không cần đâu. Chỗ lấy thuốc chắc sẽ có đơn đánh máy mà. Tôi đi lấy thuốc đây, cảm ơn anh. Cô Triệu, không biết tối mai cô có rảnh không? Tại vì tôi, bác sĩ Dương và mấy người nữa định ăn một bữa cơm, cũng coi như giúp bạn cô lên tinh thần. Hay là cô đi cùng nha? Tôi rất tiếc, tối mai tôi phải làm việc tới khuya rồi. Vậy ngày kia thì sao? Tôi rất xin lỗi anh. Tôi hiểu rồi. Thực ra cô cố cũng đã nói lần trước đi xem mắt, cô cũng chỉ là đi cùng cô ấy mà thôi. Vậy nhưng tôi vẫn không chịu từ bỏ. Không sao đâu. Được quen biết cô, thực sự tôi rất vui. Cảm ơn. Vậy tôi xin phép đi trước. Đi xem mắt chỉ là đi chung thôi sao? Đã tìm được Văn Mẫn chưa vậy? Nói chuyện xong rồi. Nhanh vậy sao? Tôi làm việc hiệu quả hơn em. Sau này đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Chuyện gì? Đi xem mắt của người khác. Em đi lấy thuốc đây.
bôi ngoài da. Lúc nào cô đau thì bôi lên, sau đó dùng gạt băng lại là được. Còn đây là thuốc uống, một ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Nếu đau quá thì uống thêm 1 viên nữa. Biết rồi. Đây là... Biết rồi, tôi biết hết rồi. Mặt Sơn à, hay là cô về trước đi, lát nữa tôi còn đi cùng bác sĩ Dương của tôi nữa. Anh đẹp trai, Mặt Sơn còn chưa ăn, cô ấy đói rồi. Mặt Sơn à, cô nhìn anh ta thử coi. Cô có bạn trai tốt như vậy rồi thì cần bác sĩ Trịnh làm gì nữa, có đúng không? Tôi đi trước đây. Phải quý trọng vào, quý trọng vào nha. Mình đi thôi. Được. Chào anh đẹp trai. Thôi chết rồi, sao không đọc được chữ bác sĩ vậy nè. Giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn chút gì đi. Không cần đâu, em về nhà ăn tạm gì đó cũng được rồi. Anh vẫn chưa ăn tối. Chỉ là tiện thể thôi. Cẩn thận chút chứ, anh để ý bạn gái của mình đi. Xin lỗi. Tôi biết rồi. Bên đó mọi người có chuyện gì gấp lắm không? Vậy tôi không qua nữa nha. Thank you.
luật sư Hà. Đây là tài liệu mà luật sư Lưu nói tôi chuẩn bị nè. Được. Còn phiền cậu phải tới tận tòa soạn nữa. Thực ra tôi có thể tới văn phòng của cậu mà. Không sao, buổi chiều tôi có việc gần đây. Khoản nợ của chồng chị quả nhiên là đã ký vào giấy vay mượn. Anh ta có công ty riêng phải không? Đúng. Vậy phải làm sao? Chị đừng vội. Những thứ có liên quan đến khoản nợ như đơn đặt hàng, vận tải, chứng từ xuất nhập hàng không dễ dàng ngụy tạo được đâu. Chỉ cần chứng minh được trong số đó tồn tại một khoản nợ giả thì những việc khác chẳng có gì khó khăn hết. Thật cảm ơn cậu luật sư Hà. Đúng là những việc này trong mắt luật sư đều chỉ là việc cỏn con. Tại đúng chuyên môn thôi. Tiếp theo chúng tôi sẽ cố dốc hết sức để điều tra. Có tiến triển gì sẽ thông báo cho chị biết. Được. Hôm nay tôi mời cậu một bữa nha. Không cần đâu, tôi còn phải đợi một người nữa. Được, vậy tôi đi trước đây. Được. Chị Văn à, chị có thể giúp tôi một chuyện được không? Chuyện gì vậy? Nếu như lát nữa chị quay về tòa soạn, chị có thể giúp tôi nhắn với Triệu Mặc Sên tôi đang đợi cô ấy ở đây không? Triệu Mặc Sên? Tôi gọi điện nhưng mà cô ấy tắt máy. Cậu và cô ấy hai người rất thân thiết hả? Đúng vậy. Là như vậy. Hôm nay cô ấy không ở tòa soạn, đang ở phòng chụp hình. Mà Sên à, cô có biết không, vừa nãy có một chàng đẹp trai nhìn cô chằm chằm luôn. Cô đang chọc tôi đó hả? Không, tôi đang nói nghiêm túc mà. Tôi chưa từng thấy anh ta trong nhóm của chúng ta, nhưng mà lúc nhìn thấy anh ấy, trái tim của tôi đã đập rất là nhanh luôn. Nhưng thật đáng tiếc là trong mắt anh ấy chỉ có cô thôi. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Lần đầu tiên nhìn thấy em tác nghiệp đó. Mắc cười lắm có đúng không? Nhìn dáng của em lúc đang đứng chụp hình nhiều khi rất kỳ cục. Không đâu, rất mới mẻ và có chút lạ lắm. Nhưng mà sao anh biết em ở đây? Anh hỏi Văn Mẫn, hôm nay có hẹn với chị ấy để bàn về vụ kiện. Vậy anh tới đây vừa đi vừa nói. Giáo sư Chu có gọi cho anh, muốn anh đem vài vụ án đến, còn kêu anh dẫn em đến ăn cơm. Em xem nè. Chàng trai à, đánh cờ mà tâm trí để đâu vậy? Là do thầy cao tay quá thôi. Tôi nhìn ra rồi, tâm trí em có ở đây đâu. Nước cờ này mà cũng không nhìn ra sao. Nè,
Mời thầy ăn trái cây. Em để đây đi. Ăn trái cây thôi. Thực ra bây giờ thầy nghĩ lại, vẫn thấy khi đó em không học lên cao học thật đáng tiếc. Thầy nói em nghe, lúc quyết định danh sách sinh viên được tuyển thẳng lên cao học, từ trưởng khoa cho tới các giáo viên, không một ai nghi ngờ tư chất của em cả. Em vẫn không cảm thấy tiếc. Mấy năm vừa qua, em vẫn cảm thấy mình hợp với ngành luật hơn là công việc nghiên cứu. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên ngày hôm nay thầy mới kêu em tới đây, không phải đơn giản là lấy tài liệu thôi. Hai hôm trước thầy có gặp được trưởng khoa luật, có nhắc đến em. Ông ấy có nhờ thầy hỏi qua ý kiến em có đồng ý nhận lời về khoa luật để làm giáo sư danh dự hay không. Giáo sư danh dự? Tất nhiên, trước mắt sẽ là môn tự chọn, giảng về các vụ án thực tế. Em không cần phải trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ kỹ đi. Còn về cô gái này, nghe Tiểu Hà nói em từng sang Mỹ học, chia cách nhau suốt mấy năm trời, yêu xa chắc cũng không đơn giản ha. Yêu xa sao? Thật không ngờ các em vẫn còn kiên trì tới được tận bây giờ. Vì công việc bận rộn nên em không để ý lắm. Cô gái à, thầy nói em nghe nè, thời đó ở khoa chúng tôi có nhiều người theo đuổi Tiểu Hà lắm đó hả? Tôi còn nhớ năm cuối có một cô sinh viên mới vào tận ký túc xá của em nữa kìa. Thầy à. Cô gái, Tiểu Hà hết sức giữ mình vì em như vậy, em phải biết trân trọng đó. Em đi giúp cô rửa chén đây. Được, đi đi. Thầy à, đến lượt thầy. Được, chơi tiếp, để thầy coi. Cô à, để em giúp cô một tay. Không cần đâu. Mặt Sơn à, nghe giọng nói của em giống như là người thành phố Nghi vậy. Dạ, em và Dĩ Thâm đều là người ở đó. 2 năm trước thầy Chu của các em đến thành phố Nghi họp, cô cũng đi cùng với ông ấy. Dạ, cũng đã nhiều năm rồi em chưa có quay về. Nhiều năm rồi sao? Ba mẹ em không ở đó hả? Dạ không, ba của em qua đời rồi, mẹ em thì vẫn còn. Vậy mà thật ra thì cô rất thích ở đó, không khí trong lành, phong cảnh lại rất đẹp, thức ăn hợp khẩu vị với cô nữa. Cô cũng muốn đi lắm nhưng mà chưa có dịp nào thích hợp. Cô đang dự tính trong đầu, khi nào em và Tiểu Hà kết hôn với nhau, cô sẽ nhân cơ hội đó đến thành phố Nghi một lần nữa. Sao đột nhiên ba lại đưa con qua Mỹ du lịch vậy ba? Tại ba thấy con không vui, cứ đi chơi vài ngày và quên hết mọi chuyện đi. Nhưng mà ba ơi, con chưa xin nhà trường nữa. Trời ơi, con đừng có lo, bà đã xin phép nhà trường rồi. Với lại mấy ngày đó ba cũng qua bển, hai cha con mình sẽ gặp nhau mà. Đi đi. Nhưng mà ba ơi. Thôi đi đi, sắp trễ giờ lại máy bay rồi. Đi con. Con phải đi bao nhiêu lâu ba? Nè, ba đã xin phép nhà trường giùm con rồi, con cứ yên tâm đi chơi đi, không phải lo suy nghĩ gì hết. Bà đã sắp xếp ổn thỏa cho con rồi. Được rồi, đi nhanh lên đi con. Đi đi, nhanh chân lên. Được rồi, con cứ vô đi, đừng có chần chờ đứng đó nữa. Đi đi, đi chơi vui nha. Tạm biệt con. Mặt Sơn à, cháu nghe bác nói lời trăn trối của bà cháu. Chuyện này không thể nào. Không phải đâu. Tại sao ba con lại tự sát? Con cũng không thể nào tin bác được. Mặt Sơn à, cháu phải nghe những lời này. Trong 3 năm tới cháu không được phép về nước. Tang lễ của ba cháu đã có bác lo liệu rồi, vì vậy cháu buộc phải ở lại Mỹ. Nhất định phải về, con nhất định phải tìm mẹ.
Mẹ của con không thể làm như vậy được. Mạc Sơn à, có lẽ mẹ cháu cũng không muốn gặp cháu đâu. Bây giờ cháu có về nước cũng không thể nhìn mặt ba cháu lần cuối, bắt buộc phải làm theo lời trăn trối của ba cháu. Cháu sang đến Mỹ rồi thì bác sẽ tạm giữ hộ chiếu của cháu. Trong vòng 3 năm tới bác sẽ không đưa lại đâu. Vậy thì tại sao, tại sao không cho con về nước vậy bác? Đây là lời ba cháu dặn dò trước khi mất. Cô à, em xin lỗi, cô ấy vẫn còn vụng về lắm. Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Đừng chạm vào đó, cẩn thận chứ, đứt tay. Đừng có la con bé nha, để cô đi lấy chổi. Xin lỗi anh nha. Xin lỗi vì cái gì? Lúc ở nhà giáo sư Chu, em đã làm anh mất mặt. Anh quen rồi, anh nghĩ giáo sư Chu cũng vậy. Chúng ta đang đi đâu vậy anh? Lần sau đem đến nhà giáo sư Chu. Lần sau hả? Em làm vợ ấm trà rồi, không định đền sao? Có vẻ đẹp hơn, nhưng bộ này giống hệt bộ ở nhà giáo sư Chu. Vậy thì mua cả hai đi. Mua cả hai bộ để làm gì? Bộ này giữ lại để sau đem ra dùng. Được rồi, buổi họp tổng kết quý trước của chúng ta kết thúc tại đây. À, còn nữa, tập văn kiện tôi vừa phát cho mọi người là những vụ án mới, cần mọi người chuẩn bị một số thứ. Mọi người vất vả rồi. Thì đúng rồi, cái cậu Hà tham công tiếc việc của chúng ta đã thay đổi, bây giờ tới lượt hướng đại luật sư làm việc bán mạng nữa. Tôi không làm thì ai làm? Anh làm hả? Tôi hả? Tan tan tan. Gì vậy? Sắp kết hôn chiêu đãi mọi người hả? Là do luật sư Hà đặt qua ứng dụng Taobao trên di động đó. Không phải cậu ấy đi ghi hình rồi sao? Lúc đi anh ấy đã dặn tôi lên mạng chọn đồ. Anh ấy nói là mời mọi người uống trà chiều. Không phải chứ, cô đừng có dọa chúng tôi à nghe. Đúng mà. Có bỏ đọc không vậy? Sao tôi cảm thấy như ứng dụng Taobao trên di động đang có khuyến mãi gì đó nên mới được miễn phí như vậy. Phải rồi, đợi một chút, còn có cả đồ điểm tâm Hồng Kông nữa. Bây giờ đúng là vậy, nhưng mà sẽ nhanh chóng thay đổi thôi. Cảm ơn luật sư Hà. Cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Xong rồi, mọi người vất vả quá. Cảm ơn. Dì Mai,
Em càng ngày càng chuyên nghiệp đó. Đâu có. À phải rồi, em vẫn chưa cảm ơn anh đã giúp chị Văn Mẫn. Em đừng có khách sáo quá mà. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn anh đã thu xếp tới đây. Cứ tin ở tôi, tiết mục lần này nhất định là rất đặc sắc mà. Đừng khách sáo quá. Tôi xin lỗi. Cứ tự nhiên. Như vậy có nghĩa là xong hết rồi hả anh? Thầy chú, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho những cảnh tiếp theo. Việc làm giáo sư danh dự em vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Dạ được. Mặc xin. Được rồi, tôi sẽ nói với bộ phận thiết kế chuẩn bị cho cô. Cô không sao đâu thầy. Được. Dạ, em sẽ đưa cô ấy đến. Cảm ơn anh. Dạ. Chào thầy. Giáo sư Chu hả anh? Đúng vậy. Trong số những giáo sư mà em biết, em ngưỡng mộ thầy ấy nhé. Mấy năm qua thầy ấy vẫn khỏe chứ? Sức khỏe của thầy hiện tại vẫn khá tốt. Sau khi nghỉ hưu, nhà trường mời về làm việc tiếp. Đến giờ vẫn còn đi dạy. Lúc nãy hình như thầy ấy có nhắc tới Mạc Sơn. Giáo sư Chu cũng biết cô ấy. Lần trước bọn anh gặp thầy ở trường, thầy còn kêu dẫn cô đến nhà ăn cơm. Giờ tính sao đây? Anh đã rủ Lão Duyên và Hướng Hằng đi ăn. Em đi cùng luôn ha. Em không đi đâu. Các anh cứ đi trước đi, em còn việc nữa. Không đi thiệt hả? Vậy anh đi đây. Dạ. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè 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 nè. Nhìn qua bên này, nhìn qua bên này nè. Mà lâu dữ vậy. Để gửi cho luật sư Hà đó. Ăn món nào thì cứ chụp lại một tấm đi. Được chưa? Tôi quẻ à. Dạo này hình ảnh của cô sao rồi? Cũng tạm ổn. Tôi đang chuẩn bị công cuộc tìm bạn đời. Mọi người nghĩ tôi nên tìm một người như thế nào đây ta? Quỷ già xoa hay là bà chằn? Xe của tôi, mời anh xuống xe. Cô biên tập viên nổi tiếng chẳng bao giờ chịu lên xe của tôi. Lần này tôi đích thân đưa cô đi, làm tài xế cho cô. Tôi cho anh một phút. Nếu như anh không xuống xe, tôi sẽ báo cảnh sát. Loại con gái như cô, sao thân lừa ưa nặng quá vậy hả? Cô thử nói xem, tôi theo đuổi cô nửa năm nay, vậy mà một câu tử tế cô cũng không có. Cho tôi một con số đi, đàn bà mà, kiểu gì chẳng có giá. Không muốn gật đầu có nghĩa là giá chưa đủ cao chứ gì. Mày là ai hả? Sao mày dám đánh tao? Làm gì vậy hả? Thả tao ra. Nè, sao cái miệng của mày lại bẩn thỉu như vậy hả? Ba mẹ nuôi mày để mày đi làm ô nhiễm xã hội sao? Mày bỏ tao ra, bỏ tao ra. Bỏ ra cái gì? Gãy, có chuyện gãy cổ. Mà xin lỗi cô Hà đi. Xin lỗi? Dựa vào cái gì mà xin lỗi? Dựa vào cái gì hả? Có xin lỗi hay câu đây? Được rồi, tôi biết rồi. Cô Hà xin lỗi, tôi sai rồi. Giờ tính sao? Thả hắn ra đi, hắn chỉ mới nói linh tinh chứ cũng chưa làm gì không phải với tôi. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này thì chưa chắc. Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám làm phiền đến cô Hà thì sau này gặp mày ở đâu tao đánh ở đó. Tôi biết rồi. Biết rồi. Đi đi. Mày dám đánh tao, mày coi chừng đó. Cái con đàn bà kia, mày cũng không ra gì đâu. Mày có con thì đứng lại đó. Nè, bỏ đi. Nếu không phải làm cho cô sợ thì tôi đã cho hắn một trận nên thân rồi. Anh không sợ hắn quay lại báo thù sao? Vậy càng phiền hơn. Hạng người đó đâu cần anh phải ra tay. Tôi không phản ứng lại thì hắn sẽ rút thôi. Sao cô lại phải sợ loại người này? Tôi nói cô hay, loại người này cứ phải gặp đâu đánh đó, càng đánh. Anh bị sao vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chắc do lúc nãy đánh nhau đụng trúng chỗ nào rồi. Hay là tôi đưa anh tới bệnh viện nha. Không sao đâu, tôi bị thương hai lần vì cô cũng đáng lắm. Cảm ơn anh. Không có gì, cô đừng khách sáo như vậy. Thật ra mục đích của tôi cũng đơn giản lắm. Tôi muốn theo đuổi cô.
À quên nữa, cô đợi tôi lát. Cái này hôm nay tôi đến đây là để tặng quà cho cô. Lúc nãy đồng nghiệp của cô ở tầng trên nói là cô đã đi rồi, nên tôi đến bãi đậu xe chờ dựng mây. Kết quả là gặp cô ở đây. Cái dây đeo tai này tôi mua lúc đi tác nghiệp ở nông thôn. Tôi thấy rất hợp với cô, nên muốn tặng cô làm kỷ niệm. Mong cô nhận lấy. Anh muốn theo đuổi tôi?